Xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em. Chúng ta sẽ giải đề kiểm tra học kỳ 1 năm 2016-2017 của lớp 8 tỉnh Thừa Thiên Huế. Bây giờ bài 1 như sau. Tính câu A, x cộng y tất cả bình phương cộng x trừ y sau cả bình phương trừ cho 2 ra x cộng y nhân x trừ y. Phương pháp mà đa số các em hay sử dụng nhất đó là gì ạ? Đa số các em sẽ khai triển những biểu thức này ra, rồi sau đó chúng ta sẽ làm gọn lại. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần lưu ý đó là gì? Nó là dạng của, ở đây này, ví dụ các em nhìn thấy nha, ở đây là A, ở đây là B, thì chỗ này sẽ là A bình phương, đây sẽ là B bình, trừ cho 2 lần, đây chính là A và x trừ y là B. Như vậy nếu như chúng ta đặt như vậy, chúng ta sẽ có một biểu thức mới là A bình cộng B bình trừ 2 AB, thì nó chính là hàng đẳng thức số 2 trong cái chuỗi 7 hàng đẳng thức mà chúng ta đã học. Thì chỗ này chúng ta sẽ biến đổi nó thành A trừ B tất cả bình phương. Do đó ở đây, khi mà chúng ta làm nháp, chúng ta nhận định như vậy rồi, thì chúng ta có thể bắt tay trực tiếp vào biểu thức trên này nhé. Thầy đơn số này bằng A bình, thì như vậy là bằng A trừ B là x cộng y trừ cho x trừ y tất cả bình phương. Đó. Bây giờ chúng ta mới khai triển ngoặc này ra. Này, thành x cộng y. Khi mở ngoặc thì các em cần phải đổi dấu thành cộng y tất cả bình phương, và đương nhiên chúng ta sẽ làm gọn là x trừ x y thì còn không x, và không x thì khỏi biết, y cộng y là bằng 2 y tất cả bình phương, và nó sẽ bằng 2 bình phương là bằng 4 này, y bình. Rồi bài B, x cộng 2 nhân với x bình trừ 2 x cộng 4 cộng với 1 trừ x nhân với 1 cộng x cộng với x bình. Thì ở đây thầy lại nhắc các em chúng ta cần chú ý đến hai đẳng thức số 4, số 5. Như vậy chúng ta có ở đây là gì? Hai hàng đẳng thức quan trọng là A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng với B bình thì sẽ bằng A mũ 3 cộng B mũ 3. Còn nếu gặp cái trường hợp là gì? Đó là A trừ B nhân với A bình cộng AB và cộng B bình thì nó sẽ bằng A mũ 3 trừ B mũ 3. Bây giờ các em quan sát thầy lắp thử cái chỗ này nha. Ở đây là x cộng 2 đấy, nhân với x bình trừ x nhân 2, bởi vì 2 nhân x thì bằng x nhân 2, cộng với 4, 4 chính là 2 bình phương. Thế như vậy nó hoàn toàn tuân thủ theo cái hai biểu thức này, do đó chúng ta sẽ đưa ra ngoài là thành A bình cộng B, xin lỗi, là A mũ 3 cộng B mũ 3. Ở đây A là x cộng B bằng 2, như vậy thầy có x mũ 3 cộng với 2 mũ 3 thì bằng x mũ 3 cộng 8, 2 mũ 3 cộng 8 đấy. Tương tự ở đây chúng ta xem thử là 1 trừ x nhân với 1 cộng x cộng với x bình. Như vậy chỗ này A là 1, B là x. A bình phương tức là 1 bình phương, mà 1 bình phương thì nó bằng 1. Tương tự cộng AB là 1 nhân x thì bằng x. Ở đây là x bình thì chúng ta sẽ đưa ra ngoài là 1 mũ 3 trừ x mũ 3, mà 1 mũ 3 thì vẫn là 1 trừ x mũ 3. Như vậy chúng ta đã biến đổi từng biểu thức thành phần. Vậy thì từ đây thầy đã suy ra biểu thức ban đầu x cộng 2 nhân với x bình trừ 2 x cộng 4 cộng 1 trừ x nhân với 1 cộng x bình sẽ bằng như sau. Biểu thức thứ nhất nó bằng x mũ 3 cộng 8. Biểu thức thứ hai là bằng 1 trừ x mũ 3. Thế như vậy chỗ này chúng ta sẽ rút gọn x mũ 3 với x mũ 3 thì kết quả bài toán là bằng 9.
Như vậy hai bài này nó rất đơn giản, nó hoàn toàn áp dụng hai lần thức. Các em chú ý quan sát bài. S y thế S bình trừ y bình trừ cho S bình thế y bình trừ bình. Như thế với bài này, nếu như các em học về một biểu thức hoặc là giải phương trình thì các em cần có điều kiện trước tiên. Nhưng đây là một cái bài tính, do đó ở đây xem như người ta đã cho người ta tất cả các điều kiện rồi thì nó bằng như sau. Chúng ta lưu ý này, ở hai vị trí này chúng ta thấy màu của nó là x bình trừ y bình và bên này là y bình trừ x bình. Như vậy chúng ta cần đổi dấu của màu. Ở đây tôi sẽ chuyển thành x y chia x bình trừ y bình. Bên này thầy muốn ghi lại chỗ này rồi nè, và màu thay đổi nó thành x bình trừ y bình. Thì như vậy khi chúng ta đạo chiêu những biểu thức này, tức là chúng ta đổi dấu, chúng ta cần phải đổi dấu của biểu thức. Ở đây thành dấu cộng, và do đó chỗ này thầy sẽ bằng tiếp. Khi đã cùng màu rồi thì thầy có x bình trừ y bình, trên này là x y cộng với x bình. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện phương pháp là gì, đó đặt nhân từ cho từ. Như vậy đặt x xong rồi, bên này còn y, ở đây đặt một x thì còn x kia. Dưới này hai lần thức số 3 thì chúng ta sẽ tắt nó thành x trừ y nhân x cộng y, rồi chúng ta cũng gọn cho y cộng x cộng y này. Như vậy kết quả bài toán này sẽ là x kế x trừ y. Đó. Câu D. Một phương x cộng 1 trên x cộng 2 cộng x trừ 2 trên x bình cộng 12x. Trong trường hợp này thì các em phải để ý rằng ở đây x bình cộng 2x có nhân từ chung là x. Thì như vậy chúng ta nhận xét một thức chung là bao nhiêu? Đó chính là x nhân với x cộng 2. Thế như vậy bây giờ chúng ta sẽ thực hiện quy đồng các biểu thức này. Bằng một phương x thì thầy quy đồng nó thành x cộng 2 trên x nhân với x cộng 2. Bên này nó thiếu x, như vậy chúng ta cần phải nhân từ 1 cho x. Ở đây chúng ta chỉ việc là đặt nhân từ chung mà thôi. Rồi bây giờ giữa tất cả các biểu thức này đều có chung màu, cho nên chúng ta có thể gom lại x nhân x cộng 2. Bây giờ đây là x cộng 2 cộng x trừ 2. Như vậy các em sẽ được gom lại như thế bằng bao nhiêu? 2 trừ 2 thì hết, như vậy ta có 3 x ở dưới này, đó là x nhân x cộng 2. Các em lại được gom x thế này thì kết quả là bằng 3 trên x cộng 2. Bài 2, 1 và 5 điểm. Tìm x. Biết câu A, x bình cộng 5x bằng 0. Thế như vậy ở đây chúng ta nhận thấy vế trái là một biểu thức có cả x và x, và ở đây chúng ta có thể đặt được nhân từ chung là x. Như vậy ở đây đặt x rồi thì còn một x nữa, bên này đặt x rồi thì còn số 5 và bằng 0. Đây là dạng phương trừng tích này các em, phương trừng tích nghĩa là như thế nào? Đó là nó có dạng a nhân b bằng 0, thì các em phải chuyển thành a bằng 0 hoặc b bằng 0, rồi giải từng phương trình một. Ví dụ ở đây thầy sẽ chuyển đổi nó thành x bằng 0 hoặc là x cộng 5 bằng 0. Thì x bằng 0 chúng ta có thể giữ điều miên, đây là một phương trình rồi này. Bây giờ x cộng 5 bằng 0 thì nó sẽ như thế nào? Nó là tương đương với x, chúng ta chuyển 5 qua, x sẽ bằng ấm 5. Như vậy đây là hệ số 2, chúng ta sẽ kiến tiếp lượng. Vậy nghiệm của phương trình
là các cái giá trị nào? Thứ nhất là đất bằng không, thứ hai là đất bằng ấm ấm nằm đó, các em lưu ý hả? Bây giờ chúng ta qua câu B. Chúng ta có phương trình như sau: 12 x mũ 3 trừ 8 x tất cả chia cho x, sau đó trừ 4 x nhân với 3 x trừ 1 bằng 0. Trong bài này thầy lưu ý ở đây có chia cho x này, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có những biểu chung trong biểu thức này là gì? Đó là thầy đặt 4 x chung. Thì như vậy 12 đặt 4 rồi thì có còn 3 x mũ 3 đặt 1 x thì chúng ta sẽ có x mũ 2 trừ 8 x về dấu là dấu trừ nè, 8 đặt 4 chung thì có 2 x đặt chung rồi á thì thôi đó. Rồi chia cho x thầy sẽ chuyển như thế này cho các em dễ nhìn hơn: trừ 4 x nhân với 3 x trừ 1 và bằng 0. Bây giờ ở đây các em hãy rút gọn x với x cho thầy thì chúng ta sẽ có 4 nhân với 3 x lên trừ 2, sau đó bên này sẽ là trừ 4 x nhân 3 x trừ 1 bằng 0. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ nhân vào nhưng mà đưa lại, như vậy là được 4 nhân 3 được 12, x bình 4 nhân 2 thì được âm 8. Ở đây chúng ta lưu ý 4 x nhân 3 x thì được 12 x bình, 4 x nhân với trừ 1 thì được trừ 4 x. Tuy nhiên ở trước có dấu trừ cho nên chúng ta cần phải đổi dấu những cái biểu thức này. Ở đây thắng trừ 12 x bình và sau này là cộng 4 x bằng 0. Như vậy cái chỗ này thì chúng ta nhận ra 12 x bình trừ 12 x bình thì rút gọn hết, vậy là có 1 x 8 bằng 0, đặt nguyên tử chung là số 4, như vậy chúng ta có x 2 bằng 0, vậy là x 2 bằng 0. Vì sao? Bởi vì 4 là một số cụ thể rồi, nó không thể bằng 0 được nữa, thì x 2 bằng 0 tức là x sẽ bằng 2, em có thể kết luận vậy nghiệm của phương trình là x bằng 2. Rồi, các em có thể quan sát 1,5 điểm. Câu A, rút gọn biểu thức P này bằng x bình trừ 12 x cộng với 36 chia cho 2 x bình trừ 72. Ở đây các em lưu ý rằng trong cái biểu thức này á, chúng ta nhận thấy là gì? Này, nhận thấy này, x bình trừ 12 x cộng với 36 ở đây nó bằng cái gì? Bằng x bình trừ 2 nhân với x nhân với 6, bởi vì 2 nhân 6 bằng 12, còn 36 thì nó là 6 bình phương. Như vậy nó xuất hiện là dạng hàm tích a bình trừ 2 ab cộng b bình, thì chúng ta đặt cái gì? Đặt nó thành x trừ 6 tất cả bình phương. Như vậy là thầy đã giải quyết được cái phần tử rồi. Bây giờ cái phần mẫu như sau: 2 x bình trừ 72, chúng ta nhận thấy cái gì chung? Số 2, rồi đặt 2 chung, x bình trừ 36 bằng 2. Ở đây các em thấy này, x bình 36 này chính là 6 bình phương. Mà 6 bình phương á, thì cái chỗ này là chúng ta có a bình trừ b bình thì bằng a trừ b nhân với a cộng b. Đó. Vậy thì sau khi mà thầy đã phân tích được tử và mẫu rồi thì thầy sẽ suy ra ở đây p bằng x bình trừ 12 x cộng với 36 chia cho 2 x bình trừ 72 này nó bằng như sau. Đó là bằng x trừ 6 tất cả bình phương mà chia cho 2 nhân x trừ 6 nhân x cộng 6
3 sẽ rút gọn nó. X trừ 6 và X trừ 6 thì từ nó có X trừ 6 chia cho vào 2 con này, X cộng 6. Như vậy là ta đã rút gọn xong. Thì em để đá thứ trừ 3 X bình cộng 5 X cộng M cộng 1 chia hết cho đá x trừ 2. Thế như vậy, muốn một biểu thức chia hết cho một biểu thức thì chúng ta lưu ý rằng chúng ta thực hiện phép chia và số dư của nó phải bằng 0. Thế như vậy ở đây thầy sẽ thực hiện phép chia này. Các chủ nhé, trừ 3 x vinh cộng 5 x cộng m cộng 1. Thầy đặt phép chia như sau: chia cho x trừ 2. Thì ở đây là trừ 3 x bình mà chia cho x, thì ta thấy về số nó ra ấm, âm 3. Về x bình chia x thì có x nhân ngược lên lại, trừ 3 x nhân với x thì được là trừ 3 x bình. Trừ 3 x nhân với âm 2 về dấu trừ nhân trừ là được cộng 3 x 2 thì lớn 6 x, chúng ta giữ nguyên. Sau đó chúng ta thực hiện phép trừ của biểu thức trên này và biểu thức này, thì hai này giống nhau, trừ nhau thì hết 5 x mà trừ cho 6 x thì có trừ x thầy hạ cộng m và cộng 1 xuống. Bây giờ thầy có trừ x mà chia cho x thì được âm 1 nhân lên lại thì thầy có trừ x này, trừ 1 nhân trừ 2 thì được cộng 2. Như vậy trừ với nhau, trừ x trừ cho trừ x thì hết rồi. M 1 trừ 2 thì bằng trừ 1. Như vậy đấy chính là số dư. Và để phép chia hết thì số dư M trừ 1 này phải bằng 0. Điều này xảy ra khi và chỉ khi M là bằng 1. Thì như vậy ta kết luận với m bằng 1 thì phép chia hết như vậy. Bài toán này nó rất là đơn giản, nếu các em nắm chắc thì phần chia đa thức các em có thể quan sát lại bài toán.